Cửa hàng xe gắn máy Duy Dũng Củ Chi xin kính chào quý bà con cô bác gần xa. Địa chỉ cửa hàng quen thuộc là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0985 822 499 và 0379 666 994. Hướng này anh em từ Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy, ngã tư Tân Quy về cửa hàng của em là 5 km nha anh em. Đường này là đường tỉnh lộ 15. Anh em từ cầu vượt Củ Chi về ngã tư Tân Quy, quẹ bên tay trái cũng về cửa hàng của em luôn. Bình Dương thì từ cầu Phú Cường về em khoảng 20 km nha anh em. Anh em nào không biết đường đi có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0985 822 499 và 0379 666 994. Em sẽ gửi định vị cửa hàng của em, anh em chỉ việc bấm vào đó và chạy thôi. Hữu tục góp bên em thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh nhân dân là mình có thể góp được xe rồi, với điều kiện là không được nợ xấu nha anh em, trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi nha anh em lưu ý giúp em. Còn anh em nào ở xa muốn ship xe thì có thể đặt cọc qua em, tầm 2 triệu đến 3 triệu thì em ship xe cho anh em. Tiền ship xe thì nếu mà gần thì bên mua chịu nha anh em, còn ở xa ví dụ như miền Bắc thì bên em sẽ chịu 50-50, lưu ý giúp em. Trước mặt em đây là một con XH Mod, con này đời 2016 nha anh em. Xe này màu trắng ngọc trai, xe quá đẹp luôn. Biển số 59Y2-88395, xe màu trắng nha anh em. Quên xin lỗi là có một tay nó đề được, lỗi anh em. Con này giá anh em sẽ để con này là 45.500.000 đồng nha anh em, 45.500.000 đồng cho con XH Mod, xe quá đẹp luôn nha anh em. Xe này con này là ngay chủ luôn nha, con này là ngay chủ đã công chứng với em rồi, 59Y2-88395, xin lỗi anh em. XH Mod quá đẹp, một con quay hái 110 nha anh em. Xin lỗi, quay hái 100, 53X5-2115, xin lỗi anh em, quay hái 100, máy móc nổi luôn nha anh em. Anh em coi dần chân quá nè, xe này em vừa mà mới mua về luôn nha, Bogusi còn luôn. Xe này anh chủ khách vừa mới dọn lên luôn. Quay dàn chân cho anh em coi, xe quá đẹp luôn, dàn chân mới tinh, đầu đèn quay châm nha anh em. Giá anh em sẽ để con này là 14.500.000 nha anh em, 14.500.000 cho con quay thái 100, 53X5-21115, quá đẹp luôn, máy móc nổi im ru. Tiếp theo là con quay Alpha, con quay A màu xanh nha anh em. Biển số là 59L2-41566. Xe nổi ru. Quay dần chân cho anh em xem luôn. Bên em có thu mua và trao trả góp nha anh em. Anh em nào xe dư giả có thể liên hệ với mình nha. Còn anh em nào muốn lên đời thì có thể cũng liên hệ với mình luôn. Giá anh em sẽ để con này là 14.500.000 nha anh em, 14.500.000 cho con quay Alpha màu xanh đời 2017, biển số là 59L2-41566. Tiếp theo là con quay Alpha quay A 70F1-70901, con này đời 2019 nha anh em, xe mới tinh luôn. Nhẹ nhàng. Còn quay Alpha 70F1-70901. Giá anh em sẽ để con này là 15.500.000 nha anh em. 15.500.000 cho con quay A. Tiếp theo là con quay Alpha.
con này màu xanh nhớt nha anh em, 53R982221. Quay dàn chân cho anh em xem luôn. Giá anh em sẽ để con này là 13 triệu 800 nha anh em. 13 triệu 800 cho con quay A 53R982221. Quá đẹp luôn. Tiếp theo là con Winner V1, biển số là 59I2 99596. Biển số cũng đẹp nha. Biển số cũng xe biển số Củ Chi. Winner V1 màu đỏ. Sẽ nổi ru. Giá anh em sẽ để con này là 26.500.000 nha anh em. 26.500.000 cho con Winner V1. Tiếp theo là một con Novo 5, biển số là 61C1 25119. Rồi, xin lỗi quý xin lỗi anh em luôn là mình cầm điện thoại có một tay không có đề được. Novo 5, biển số là 61C1 25119. Giá anh em sẽ để con này là 12 triệu nha anh em. Bên em có thu mua và trao đổi xe, anh em nào thích dòng xe nào có thể chụp mình gửi qua mình qua số điện thoại là 0379666994. Em sẽ báo giá cho anh em luôn. Anh em nào thích có thể đặt cọc xe tầm 1-2 triệu ship xe cho anh em luôn nha. Lưu ý là bên mua ship xe bên mua là triệu nha. Còn anh em nào ở xa thì bên mình sẽ hỗ trợ 50-50 cho anh em luôn. 12 triệu đồng cho con Novo 5. Một con Quay S 110 nha anh em. Biển số là 54I3 4601. Xe đi 5 tháng mà coi dàn chân còn đẹp lắm nha anh em. Xe này em có mới mua về luôn. Xe này bánh xe này thắng đĩa nha anh em. Giá anh em sẽ để con này là 10.800.000 nha anh em. 10.800.000 cho con Quay S110. Biển số là 54I3 4601. Xe giá rẻ bình dân luôn. Một con Sachia, biển số là 67D1 87779. Sachia màu đỏ nha anh em, đi bánh đi mâm trắng rồi nha. Con này đời 2019. Xe zin tổng thể luôn nha anh em. Xe zin tổng thể luôn nha. Giá anh em sẽ để con này là 36 triệu nha anh em. 36 triệu cho con Sachia 67D1 87779. Một con Quay A màu xanh nhớt nha anh em. Biển số là 51I7 5547. Bô Gucci còn luôn nha anh em. Xe còn long lanh lắm nha. Dàn chân có đó nè. Xe dàn chân còn đẹp lắm nha. Nước sơn bạc còn rất là ok luôn nha. Xe còn liền lạc lắm. Nhấn nhẹ nút đề là nổ liền luôn. Chức năng đèn bình tràn đầy đủ luôn. Không thiếu gì luôn. Giá anh em sẽ để con này là 14.300.000 nha anh em. 14.300.000. Quá đẹp luôn. Biển số là 51I7 554 5547. Tiếp theo là một con Sirius FI, biển số là 59I2 52440. Sirius FI nha anh em.
giá bên em sẽ để con này là 14.800.000 nha anh em. 14.800.000 cho con Sirius FI. Bên em có trao đổi mua bán tất cả các loại xe gắn máy để qua sử dụng luôn nha anh em. Anh em nào thích dòng xe nào có thể chụp hình qua mình, gửi qua số điện thoại Zalo là 0379666994. Tiếp theo là một con Sirius 70K1 17176. Nhắn nhẹ đề là nổ liền nha anh em. Cho anh em coi dàn chân này, quá đẹp luôn. Xe zin tổng thể luôn nha anh em. Nồi máy móc chưa bung nha. Đầu chưa rớt luôn. Giá anh em sẽ để con này là 11 triệu nha anh em. 11 triệu giá rẻ luôn cho anh em đi luôn. 11 triệu 70K1 17176. Tiếp theo là một con Sirius bị số 54X70720. Xe này có hắn đĩa nha anh em. Giá anh em sẽ để con này là 10.800.000 nha anh em. 10.800.000 cho con Sirius 54X70720. Tiếp theo một con Sonic biển số là 66C1 47900. Xe này còn hai chì luôn nha anh em. Rồi bình yếu luôn. Để lấy ra thay bình luôn. Xe chia biển số 66C1 47900. 66 đồng tháp luôn nha anh em. Con này màu đỏ. Giá anh em sẽ để con này là 38 triệu nha anh em. 38 triệu đồng đời 2019. Tiếp theo là một con Exciter 150 biển số là 59N2 87216 đời 2017 nha anh em. Đầy mình càng đầy đủ luôn nha anh em. Anh em mua về chỉ biết đổ xăng hay nhất định kỳ là đi thôi, không suy nghĩ gì luôn. Xe này có đi một con heo rồi nha anh em. Đó là một món đồ chơi hai vài con ốc Titan. Giá bên em sẽ để con này là 27.800.000 nha anh em. 27.800.000 cho con Exciter 150 59N2 87216 rồi 2017 nha anh em. Tiếp theo là một Exciter màu cam. Exciter 150 RC màu cam kết hợp với màu đen nha anh em. Biển số là 59I3 13514 2018. Zin tổng thể luôn nha anh em. Xe zin đẹp. Cho nên coi dàn chân của nó quá đẹp luôn. Giá anh em sẽ để con này là 29 triệu nha anh em. 29 triệu cho con Exciter 150 số là 59I3 13514 2018 nha anh em. Tiếp theo là một con Exciter biển số 59I3 08476 phiên bản màu đen nhám. Đen nhám thì đặc biệt nha anh em, đời 2017. Zin tổng thể luôn nha anh em, xe chưa có đụng địa gì luôn, xe quá đẹp luôn. Exciter em về con nào là bán hết con đó luôn, là bán hết luôn nha anh em. Nên anh em nào nhanh là chốt liền luôn nha. Giá anh em sẽ để con này là 28 triệu nha anh em. 28 triệu cho Exciter số Củ Chi 59 i 3
08476. Quá đẹp luôn. Tiếp theo là một con Exciter 59G2 19447. Một khi một con Exciter màu đen nhám thì bán đặc biệt nha anh em. Xe này cũng zin luôn nha, zin tổng thể luôn nha, chưa like gì luôn. Giá anh em sẽ để con này là 27.800 nha anh em. 27.800. Anh em nào thích dòng xe nào có thể chụp hình gửi qua Zalo giúp mình nha. Em sẽ báo giá chi tiết cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Exciter 135 màu xanh GB. Exciter màu xanh GB nha anh em. Biển số là 86B208379. Sẽ để con này là 16.500 nha anh em. 16.500 cho con Exciter 135 màu xanh GB nha anh em. Biển số là 86B208379. Anh em nào thích dòng xe nào có thể liên hệ qua mình nha. Hỗ trợ góp thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh nhân dân là mình có thể góp được xe rồi. Với điều kiện là trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi nha anh em, và không được nợ xấu. Hồ sơ tốt, 10 phút lái xe. Tiếp theo là một con Winner màu xanh. Con này là màu xanh trắng nha anh em. Biển số là 84B147050, đời 2017. Xe này zin tổng thể luôn nha anh em. Máy móc nguyên zin, chưa có bung gì hết, chưa rớt đầu luôn. Biển số là 84B147050. Con này màu xanh nha anh em, màu xanh trắng. Giá anh em sẽ để con này là 24.500 nha anh em. 24.500 cho con Winner. Tiếp theo là một con Winner màu đen nhám nha anh em. Biển số là 59M2 07017, đời 2017 nha anh em. Zin tổng thể luôn nha, xe nào cũng zin hết, chưa đụng địa gì luôn. Con này đã đi cặp mâm màu bạc nha anh em, màu đen nhám mâm bạc. Giá anh em sẽ để con này là 25.600 nha anh em. 25.600 cho con Winner màu đen nhám nha anh em. Tiếp theo là một con Winner X nha anh em. Biển số là 64F149949. Con này đời 2020, phiên bản ABS nha anh em. Phiên bản ABS này, ABS có hiện rồi nha anh em, là phiên bản ABS nha. Còn có xe là Winner là không có ABS, là CBS nha anh em. Xe đi 12.000 cây nha anh em. Ô đô chuẩn luôn. Xe quá đẹp luôn nha anh em. Xe còn mới tinh. Biển số cũng đẹp nữa. 64F149949. Số đẹp nha anh em. Giá anh em sẽ để con này là 30.500.000 đồng. 30.500. Kế bên em là một con Winner X 2021 nha anh em, 69K1 33208.
Con này ngay chủ bao công chứng nha anh em, xe này đã công chứng về cửa hàng rồi. Odo đi đúng 7.000 luôn nha anh em, xe 2021 luôn. Xe này ngay chủ nha. 69K1332308. Con này là phiên bản ABS luôn nha anh em. Đây ABS đây. Thì lúc nào phiên bản ABS cũng giá cũng phải nhỉnh hơn nha anh em. Winner có hai loại nha, là không có ABS mà có ABS nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình. Anh em mua xe có anh em mua xe là lưu ý nha. Giá anh em sẽ để con này là 31.800.000 nha anh em. 31.800.000 cho con Winner X nha anh em. Bên em cửa hàng bên em còn vision còn nhiều lắm nha. Bên em vision còn nhiều lắm. Đây là màu đen nhám nha anh em. Màu đen nhám biển số Củ Chi luôn, 59Y345390. Con này đời 2019 nha anh em. Một con màu đỏ biển số 70 Tây Ninh nha anh em. 59Y3 màu trắng luôn. Đây Y3 luôn nè. Anh em nào Củ Chi có thể lên cửa hàng mình lấy xe này về đi nha. Y3 bên mình nhiều lắm. Y3, Y3 và F1 nè, biển số 70F1 Tây Ninh, Củ Chi, xe mình biển thành phố nhiều. Tiếp theo là một con quay S110 nha anh em, xe này đầu lòng bích nha anh em. Xe này zin nha anh em, máy móc nguyên zin, không có like gì luôn nha. Biển số là 59B1 18480. Xe này không có hồ máy móc nguyên zin, chưa nồi chưa bung, đầu chưa rớt luôn nha anh em, cho anh em coi vàng bạc của nó nè. Giá bên em sẽ để con này là 12.800.000 đồng, 12.800.000 cho con quay S110 nha anh em, xe zin tổng thể luôn. Tiếp theo là một con quay RZX, biển số là 70L1 35339, đời 2015, con xăng điện tử FI. Con này là bánh mâm hắn đĩa nha anh em. Con này bánh mâm hắn đĩa lúc nào cũng mắc hơn nha. Anh em lưu ý giúp mình. Con này là bánh mâm hắn đĩa. Giá anh em sẽ để con này là 14.500.000 nha anh em. 14.500.000 cho con quay RZX, con xăng điện tử FI, biển số là 70L1 35339. Xe đẹp nha anh em. Trong clip hôm nay thì em xin cập nhật giá xe bên em. Anh em nào thích dòng xe nào có thể liên hệ qua mình qua số điện thoại là 0379666994 hoặc 0985822499. Anh em nào thích dòng xe nào có thể chụp màn hình gửi qua Zalo giúp mình nha. Thủ tục góp bên em thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh nhân dân là mình có thể góp được xe rồi. Với điều kiện là không được nợ xấu nha anh em, trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi. Anh em nào thích dòng xe nào thì có thể cọc mình khoảng 1-2 triệu mình ship xe cho anh em nha. Lưu ý giúp em là bên mua chịu nha. Nếu anh em nào ở xa ở miền Bắc thì bên em bên cửa hàng sẽ chịu 50-50 cho anh em luôn. Dạ, em xin chân thành cảm ơn.